Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì Tài đã quay xong cho em ở cái phần 1, 2, 3, đặc biệt ở trong đó là cái phần 3. Thì Thầy vừa mới quay xong và các em cũng nắm giùm Thầy chắc những công thức này nha, để chúng ta có thể biến đổi và trục kiến thức ở mẫu. Được chưa nào? Trong clip hôm nay Thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần 4, đó chính là rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2. Thì Thầy đã nói các em rồi, luôn luôn nhắc các em là cái phần này rất là khó, cực kỳ khó em nhé. Những cái bài toán rơi vào trong cái bộ đề thi tuyển sinh cuối năm nay chúng ta chắc chắn sẽ gặp một, ít nhất là một bài này, được chưa nào? Nó khi mà gặp cái dạng này á, chúng ta cần phải tổng hợp tất cả những kiến thức mà chúng ta được học về căn bậc hai, ví dụ như là thương hoặc là tích hoặc là các cái hàng đẳng thức mà chúng ta được học ở chương trình của năm học lớp 8, hoặc là ví dụ như chúng ta phải nhớ là ví dụ như a thì bằng căn bậc hai của a nhân căn hai của a, hoặc là cái a này chúng ta cũng có thể viết là bằng căn hai của a tất cả bình phương, hoặc là ví dụ như là a căn hai của a chẳng hạn, đây thì thằng này chúng ta đưa vào ở trong đây thì nó chúng ta có thể viết nhanh nó chính là bằng căn hai của a tất cả mũ 3 này. Đó, một số cái chúng ta phải hiểu, hoặc là ví dụ như a trừ 1 chúng ta có thể viết thằng này trở thành hàng thức số 3, trở thành là căn hai của a tất cả bình phương trừ 1 bình phương, để chúng ta áp dụng cái hàng đẳng thức. Các em hiểu nào? 7 hàng đẳng thức đáng nhớ chúng ta phải thuộc nhuyễn thì chúng ta mới làm được ở cái dạng rút gọn biểu thức thế này, được chưa? Gọi là nó kiến thức nó rất là tổng hợp luôn, mà chúng ta không nắm được, chỉ cần ta vướng ở một bước nào đó là chắc chắn ta sẽ không làm được. Nhớ là như vậy nha. Chúng ta lục lại ở cái bộ đề thi tuyển sinh mà trong kênh của Thầy cũng có rất là nhiều đề, giải từ Hà Nội cho tới Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó phải trên 10 đề trong đó. Chúng ta có thể lấy những cái bài gần như là nó rơi vào bài đầu tiên là bài số 1, nó chiếm từ 1 đến 2 điểm em nha. Ok, chúng ta sẽ đi sang là trang 58 nha. Ta đi sang vào ví dụ 6 nè, Thầy sẽ trình bày cho các em thì chắc chắn là nó sẽ dễ hiểu hơn nhiều so với cái việc mà chúng ta nhìn người ta làm ha. Ở đây hai căn hai của ba thì gần như chúng ta không làm gì được nữa, chỉ có làm được thì chỉ có đưa số 2 này vào thôi, nhưng mà thôi chúng ta không nên đưa vào mà chúng ta phải xử lý thế này. 75 chúng ta phân tích có phải là bằng 25 nhân 3, đúng không? Thì chứng tỏ 25 này người ta đưa ra bên ngoài trở thành là 5 căn 3 đấy. Còn thằng này thì có phải đưa vào trong giá trị tuyệt đối là 1 trừ căn 2 của 3. Sau đó chúng ta lại so sánh giữa số 1 và căn 2 của 3 thì chắc chắn là số 1 này sẽ nhỏ hơn căn 3 lớn hơn. Nên từ đó chúng ta suy ra 1, đây chúng ta chuyển thằng này qua bên đây, 1 trừ căn 2 của 3 chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn 0. Nó nhỏ hơn 0 thì thằng này ngay tức sẽ quay ngược chiều trở lại. Như vậy ở đây chúng ta làm nhanh này, bằng 2 căn 2 của 3 này, đúng không? Trừ thằng này 25 nhân 3 thì chúng ta đưa 25 ra bên ngoài trở thành 5 căn 2 của 3. Cộng thằng này nãy chúng ta đưa vào giá trị 1 trừ căn 2 của 3 giá trị đối, mà chúng ta đã chứng minh được thằng này nhỏ hơn 0 thì chứng tỏ ngay lập tức thằng này quay chiều trở lại khi chúng ta bỏ giá trị đối này. Đó, hiểu chưa? Như vậy đây là 2 trừ 5 cộng 1. Ngay chỗ đây người ta không ghi nghĩa, người ta ngầm hiểu chỗ đây là số 1 này. 2 cộng 3, 2 cộng 1 bằng 3, 3 trừ 5 là bằng âm 2 căn 2 của 3 cộng 1. Đây chính là kết quả cuối cùng này. Xem thử nào. Đây, xem thấy không? Nhìn thử nào. Đó, đúng chưa? 2 trừ 5 cộng, đấy, đúng của Thầy này. Ở đây là trừ 1 Thầy nói, chỗ đây trừ 1 chứ, ngay chỗ đây trừ 1 Thầy sẽ tự nhiên thầy viết trở thành cộng 1 ở trời. Mà cái dạng này chúng ta có thể dùng máy tính vào túi để chúng ta bấm nè. Ok. Nhiều lúc miệng nói một đằng mà tay là một nẻo ghê ghê. Chúng ta đi sang ví dụ 7 này. Ví dụ 7 này, ở đây thằng này là gì? Thằng này chính là hàng đẳng thức, đúng không? Có dạng ở đây là x trừ 1 nhân x cộng 1, x trừ 1 nhân x cộng 1 này, đúng không? Thì mới hiểu không? Rồi, thằng này chúng ta sẽ đặt cái x ra chung này, bên trong còn là x trừ 1 này. Cái x trừ 1 nó ghê lắm em nha. Cái thằng này đã chính là một hàng đẳng thức này, tại vì thằng này chúng ta có thể viết trở thành là căn 2 của x bình phương trừ cho 1 bình phương á. Nghĩa là thằng này chúng ta có thể viết ra trở thành là căn 2 của x trừ 1
nhân căn 2 của x cộng 1 á. Chúng ta phải nhớ là cái đẳng thức này nha. Hiểu không? Đấy. Vậy đó. Chúng ta hiểu chưa? Nên là khi đó chúng ta phân tích thằng này ra, trong đó nó có x trừ 1 này, chúng ta lại phân tích một lần nữa là đây. Thầy chỉ làm cho em ở các cái phần này. Luyện tập 5 đi vận dụng. Đó là ok. Giờ thầy sẽ làm cho em phần luyện tập 5 nha. Nó dài vằn vặt cái này. Luyện tập 5 này. Người ta yêu cầu các em rút gọn biểu thức sau. Ta có này. Cái đề bài các em ghi lại giùm này nha. Đề bài các em ghi lại. Thầy không ghi mà thầy chỉ hướng dẫn thôi. Căn bậc 2 11 không có làm gì được hết á. Mà chúng ta làm ở đây đó chính là 22 này, chúng ta sẽ phân tích có phải là bằng 11 nhân 2 không? Đúng không? Nhưng mà cái bước đầu tiên ta phân tích nó sẽ bằng là căn 2 của 2. 22 là bằng 2 nhân cho 11 trừ căn 2 của 11 chia đây cho 1 trừ căn 2 của 2 cứ để đó. Cộng 21 mà đây em thấy 7 này. Thì chúng ta phân tích có phải thằng này là bằng 7 nhân 3 không? Như vậy ở đây cộng là 7 nhân 3 trừ căn 2 của 7 trên 1 trừ căn bậc 2 của 3. Ở đây nhân này, căn 2 của 7 trừ căn 2 của 11. Ok, bước đầu tiên á. Tiếp tục. Thằng này cùng một căn thì chúng ta tách ra. Như vậy trở thành là căn bậc 2 của 2 nhân căn 2 của 11 trừ căn 2 của 11 chia 1 trừ căn 2 của 2. Ấy xa. Tự nhiên con lại chi trời, ngứa tay gì không? Cộng bỏ đây nha, tự nhiên cái tay đây tự nhiên con lại chi biết. Căn 2 của 7 tách thằng này ra, căn 2 của 3 trừ căn 2 của 7 1 trừ căn 2 của 3. Ở đây căn 2 của 7 trừ căn 2 của 11. Rồi. Tiếp tục. Ở trên tử chúng ta sẽ đặt cái gì ra chung? Chúng ta có căn 2 của 11 chúng ta đặt ra chung, bên trong còn lại đây là căn bậc 2 của máy. Ở bên trong có ngọt tròn thì bên ngoài chúng ta nên mở ngọt vuông. Nó còn là căn bậc 2 của 2. Đúng không? Trừ. Thì đố cho em chỗ đây hệ số người ta không biết thì là số mấy? Người ta không biết thì chỗ đây nó sẽ là số 1. Nha. Trên ở đây là 1 trừ căn bậc 2 của 2. Nữa. Sửa đóng 1 á. Đúng không? Cộng. Chúng ta sẽ đặt ở đây căn 2 của 7 thì bên trong còn là căn 2 của 3. Không? Cái miệng đọc căn 2 của 3 mà cái tay lại ghi căn 2 của 7 tiếp theo nghe không? Trừ ở đây hệ số ở đây người ta không ghi nghĩa là số mấy? Hệ số ở đây người ta không ghi nghĩa là số 1, số 1 nha. Nhấn mạnh cho không đừng có comment hỏi tại sao chỗ đó viết số 1 chết. Nhân ở đây tại vì có một số bạn comment rất là tào lao bị đau nha. Comment như kiểu tại sao 1 cộng 1 bằng 2 ghê. Rồi em để ý nè. Cái này giờ cứ nó cơ cơ lên khó chịu ghê luôn. Rồi. Từ từ chờ thầy xíu ấy. Để thầy gấp cái sách này lại. Đây nghe. Rồi. Thầy rõ chưa? Bây giờ các em để ý giúp thầy, đây là 1 trừ căn 2 của 2 mà đây là 2 này quay ngược trở lại. Các em còn nhớ công thức không? Các em còn nhớ công thức ở đây là A trừ B. Các em muốn trở lại thành B trừ A. Đúng không? A trừ B trở thành B trừ A thì chúng ta phải đặt gì? Đặt dấu trừ đằng trước thì ngay lập tức nó sẽ quay lại. Như vậy thì ở đây thầy sẽ biến điều ước trở thành hiện thực, nghĩa là ở đây căn 2 của 2 trừ 1 thầy muốn trở thành 1 trừ căn 2 của 2 thì thầy sẽ đặt dấu trừ đằng trước đây. Ngay lập tức trong ngọt này nó sẽ quay. Đáng lẽ thầy đặt ở trước đây này. Đặt trước cái ngọt này nhưng mà trước đây có hệ số nè. Như vậy thì ở đây thầy đặt là âm căn 2 của 11 thì ngay lập tức ở cái thằng này sẽ quay lại này. Đó. Hiểu chưa? Cộng thì tương tự như vậy, giải thích tương tự. 1 trừ căn 2 của 3 mà đây là căn 2 của 3 trừ 1. Ngay lập tức chúng ta cũng đặt ở đây. Căn 2 của 7 thì thằng này sẽ quay lại. Nhân này căn 2 của 7 trừ căn 2 của 11. Được chưa? Tiếp tục. Bằng tiếp. Thấy hai này giống nhau không? Giống nhau trực tiếp.
thì nó sẽ còn là âm căn 2 của 11. Hàng này giống nhau, trừ tiêu thì cộng và trừ thành trừ luôn, căn 2 của 7. Ok, căn 2 của 7 trừ căn 2 của 11. Rồi, đố cái ngọt này, cái ngọt đầu tiên đây này, đố cái ngọt đầu tiên này chúng ta sẽ đặt dấu trừ đằng trước, bên trong còn lại nó sẽ là căn bậc 2 của 7 cộng căn 2 của 11. Thầy đổi lại để cho nó dễ nhìn được ra hàng thức á, căn 2 của 7 trừ căn 2 của 11. Ok, đây chính là hàng đẳng thức, hiểu chưa? Nó có dạng là A cộng B nhân A trừ B. Như vậy vô trừ đi, vẫn vô trừ thì nó ra được ở đây là gì nè, căn 2 của 7 bình phương trừ được căn 2 của 11 bình phương. Cho nên như vậy ở đây nó ra được là gì? Âm. Ở đây ra được là 7 trừ 11 thì ở đây sẽ bằng là âm gì? Âm của âm 4 thì kết quả ở đây sẽ bằng 1. Xong. Rồi. Bài làm này. Tí thầy sẽ bấm máy tính nha. Ta xem các bước. Chỗ đây ta bỏ chỗ đây anh em nha. Do lỡ tay. Kết quả bằng 4, rất là đẹp luôn. Rất là nhiều bước đúng không nè. Để mà làm một bài này nó cũng không phải là đơn giản. Chúng ta phải có kiến thức chắc, vững thì chúng ta mới làm được những cái bài này. Và những bài này nói chung là số không thì đơn giản hết. Những bài khi mà rút vào bí thức ấy, toàn là biến không à. Toàn là cứ biến X, biến Y, biến A các kiểu thôi. Rồi bây giờ chúng ta thử bấm máy tính vào túi thử nha. Ra. Thầy bấm thử chứ thầy cũng chưa bấm à. Ta bấm mở ngoặc ra. Rồi ok, ta bấm phân số. Đúng không? Căn bậc 2 của 22 của này trừ căn 2 11. Nên xuống như đây, bấm 1 trừ căn 2 của 2. Rồi ok. Ở đây thì ta bấm cộng. Phân số tiếp. Căn 2 21 của trừ căn 2 của 7. Thực sự thầy cũng chưa bấm kiểm tra chứ. Thầy ít khi mà có sự gọi là chuẩn bị. Thời gian đâu mà chuẩn bị. Quay từ 3 bộ. Mở ra là quay, mở ra là quay nha. Trừ căn 2 11. Rồi. Đây. Đó. Thằng 4 này. Chứng tỏ đây là cái bài mình là hoàn toàn chính xác chứ không thể nào sai được. Hiểu chưa? Nếu bài này là bài trắc nghiệm đi, ta nhập máy tính một phát là chúng ta không còn phải suy nghĩ hết, không cần phải suy nghĩ các bước này, chỉ cho đau não. Nhưng mà khi chúng ta làm tự luận thì bắt buộc phải trình bày ra như thế này. Ok, con dê chưa? Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi sang hôm nay cái bài vận dụng em nha. Ta sẽ đi sang cái bài vận dụng. Vận dụng này. Trong thuyết tương đối, khối lượng M của một vật khi chuyển động với vận tốc V cho bài công thức này. M bằng M0 trên cho 1 trừ V bình trên cho C bình. Trong đó M0 đơn vị là kg, là khối lượng của vật khi đứng yên nha. C là vận tốc của ánh sáng trong chân không. Thường C này nếu mà bên vật lý thì C này thường là C này là bằng 3 nhân 10 mũ 8 nha, mét trên giây ha. Trong vật lý phần kho tự nhiên chúng ta được biết rồi. Đó. Rồi. Ta nhớ lại công thức đây nha. Quay người ta hỏi gì nè. Đề một bên, câu hỏi một bên này nè. Rồi. Ta có nè. Thì đây em. Viết lại công thức tính khối lượng M dưới dạng không có căn thức ở mẫu. Không có căn thức ở mẫu nghĩa là chúng ta đang trục căn thức ở mẫu. Chúng ta hiểu nè. Như vậy câu A này, M của chúng ta ở đây sẽ bằng cái gì nè? Theo công thức ta là bằng M0 trên cho căn bậc 2 của 1 trừ V bình phương trên C bình phương. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là đây là dạng mấy? Đây chính là dạng 1.
đô có dạng là a trên căn 2 của b, thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu đúng cái thằng này. Như vậy ta có ở đây là m0 nhân, nhớ nhân đúng với cái mẫu này luôn, cái gì đó 1 trừ v bình phương trên c bình phương, nhân đúng với mẫu này thế này, 1 trừ v bình phương trên c bình phương, nhân ở đây mạnh dạng nhân đúng cho thầy cái đó thế này, được chưa? Như vậy m bằng, như vậy m0 căn bậc 2 1 trừ v bình trên c bình trên thằng này, hai này nhân lại với nhau thì nó ra bình phương, hay nó khác là cái dấu căn này khử thì nó còn là 1 trừ v bình trên c bình phương, xong. Tới đây để đấy đâu có làm gì được nữa, đã hiểu không? Câu b gì đây em? Tính khối lượng m theo m0 làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 khi vật chuyển động với vận tốc v thì bằng 1 phần 10 c. Như vậy v thì bằng 1 phần 10 c đúng không? Chúng ta sẽ thế vào đây, được không? Chúng ta thế vào đây này. Như vậy thì khi đó m của chúng ta sẽ bằng m0 nhân, nhân cái gì này? Như vậy thì 1 để đó trừ v, bây giờ v đừng có ghi v nữa mà ghi thằng này này, bằng 1 phần 10 c tất cả bình phương chia đây cho c bình phương, chia 1 trừ ở đây cho 1 phần 10 c tất cả bình phương chia cho c bình phương, đúng không? Sẽ bằng là m0 nhân 1 trừ, bây giờ chúng ta sẽ bình phương thằng này ra, sẽ bằng là 1 phần 100 đúng không, c bình phương trên cho c bình phương. Thấy nó phức tạp chưa? Dưới này người ta viết lại cái thằng này thôi. Đó, tóm thì bắt buộc người ta cứ phải xử lý như vậy. Ok, như vậy m này sẽ bằng là gì nè? Như vậy m này sẽ bằng là m0 nhân căn 2 của 1 trừ c bình phương chia c bình phương hết, nhưng mà nó còn lại là 1 phần 100 ở đây, đúng không? Ở đây cũng 1 trừ cho 1 phần 100, em hiểu nhỉ? Hiểu, đúng không? Như vậy thì ở đây nếu chúng ta tính ra thì bằng bao nhiêu m0 này? Ta bấm máy tính đi, ta lấy căn bậc 2 dùng máy tính, người ta cho phép em dùng máy tính mà, đâu phải người ta yêu cầu trong cái đề bài là bấm cấm dùng máy tính cầm tay đâu. 1 phần 100, rồi xuống đây 1 trừ cho 1 phần 100, đúng không em? Đây, đây, như vậy bằng 10 căn 2 của 11 trên 33 bằng 10 căn 2 của 11 trên cho 33 m0. Như vậy m của chúng ta sẽ gần bằng làm tròn tới chữ số phân thứ 3 đúng không? Rồi chúng ta bấm chữ SD đây. 1 2 thứ nhất, thứ hai, thứ ba đây. Đằng sau số 5 này số 0 bỏ đi, như vậy 1,005 m0. 1,005 m0. Vậy m gần bằng là 1,005 m0 khi v sẽ bằng 1 phần 10 c. Để đó, đơn giản dễ hiểu. Rõ. Đó. Chúng ta chỉ việc thế vô rồi biến đổi là xong. Theo nghĩa đây là thay, đây thay vào một này, thay này vào một này, ta được cho nó chắc chỉ, ta ký hiệu đây là biểu thức một ha.
Ok, như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ kết thúc tại đây. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập. Chúc em học tốt, bye bye em nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.